Thì cái nút đấy nó sẽ nhiệm vụ là gì, khi bạn kích vào nó sẽ thực thi luôn cái ở cái luồng mà bạn đang xử lý việc đấy. Các bạn nhớ cho cô là có ba cái chú giải phổ biến mà nằm lên nút, ngoài ra nó còn một cái chỉ dẫn nữa về bên tay trái này, nó thể hiện cái liên quan, những cái tùy biến liên quan. Thì khi đọc vào tình huống của những cái nút về sau, cô sẽ giới thiệu các bạn sau đấy là bốn cái chú giải cô nhắc với các bạn liên quan đến nút. Chúng ta lại nhắc lại kiến thức là chúng ta sử dụng nút lệnh như nào nhé. Giờ chúng ta sang cái phần về chúng ta về thanh công cụ, chúng ta sang cái phần thứ hai. Thanh công cụ thì các bạn biết rồi, thanh công cụ thì nó vốn dĩ là nó là một bộ sưu tập các lệnh, các cái công cụ của chúng ta, các lệnh nó được nằm lên các lệnh nó sẽ nằm lên trên cái thanh công cụ này và nó thể hiện các hành động hoặc các cái chức năng. Và hầu hết các bạn nhìn thấy ví dụ như trên cái thanh công cụ của Microsoft Word các bạn thấy, hay là một số thanh công cụ, một số ứng dụng các bạn đã học, thì các bạn thấy là hầu hết các cái lệnh trên cái thanh công cụ đều có cấu trúc là đồ họa, đều là hình ảnh các nút và được gắn các cái đồ họa ở phía trên, hình ảnh đồ họa, và nó mô tả qua so với đúng với gần như là tương đương với cái nút của các bạn để mô tả cái nhiệm vụ. Nó nhìn vào nút đấy thì bạn gợi ý biết là cái nút đấy nó sẽ thực hiện gì. Ví dụ trên thanh công cụ của Microsoft Word thì các bạn thấy rồi, nếu như mà là bạn muốn xây thì bạn thấy có hình nó cái nút công cụ của nó nhúng cái hình đồ họa là một hình cái đĩa đấy, dạng văn bản là vừa có bản văn bản dưới, và nó sẽ thường là nhóm các cái trên thanh công cụ hay nhóm các cái nút nó có cùng chức năng, nút liên quan đến nhau. Trên cái con của Microsoft Word họ đã nhóm tất cả các cái câu lệnh liên quan với nhau, liên quan đến phông họ cho vào một nhóm, liên quan đến căn chỉnh định dạng họ cho vào nhóm. Và hôm trước cũng nói với các bạn rồi, khi chúng ta bố trí các cái nhóm lệnh trên cái thanh chúng ta thể hiện cái nhóm thì có quá các công cụ đưa lên, nhiều lên có nhóm thì ít quá, có lên các nhóm và tổ chức thành các cái nó đều nhau cho các nhóm. Thì cách của nhóm cũng giống như là chúng ta biết nó là giống như lúc nãy thôi, nó giúp cung cấp chúng ta một cách để truy cập nhanh. Đấy, trên đấy nó thể hiện hết cho chúng ta các cái lệnh, những lệnh thường xuyên dùng thì chúng ta vào thì sẽ giúp chúng ta thực hiện nhanh các lệnh của chúng ta. Size kích thước của phông, các bạn kích vào thì nó sẽ cho các bạn chọn những chọn. Vì vậy người ta nói là đấy là những cái phạm vi nhỏ trong một ứng dụng nào đó, và nó cũng nhiệm vụ của nó nữa, nó cũng nhiệm vụ thứ hai đó là nó nhiệm vụ nữa nó đó cái độ chính xác các bạn hay nhiệm vụ của nó câu lệnh các bạn bạn tạo ra cho các bạn hay nhiệm vụ sử dụng bạn chọn câu lệnh lệnh cụ thể thì cái thế nó giúp cho bạn truy cập nhanh dễ dàng và nó chủ quan luôn. Cho nên lưu ra chúng ta có thể bổ sung các cái lúc lại chúng ta quy định nhanh chẳng hạn thế, vào một số chức năng cụ thể trong đấy thì các bạn cũng lên là chúng ta thể hiện các cái nút trên trên trên, trên nếu thể hiện trên trang chủ chúng ta thì chúng ta cho nó diễn dị vào và nó thể hiện rõ các cái thể hiện rõ được cái như thể hiện rõ là cái nó sẽ nào
để làm sao để cho người dùng người ta nhìn cái người ta sẽ hiểu là cái mũi này nó chuẩn quan, nó sẽ giúp chúng ta gì, họ không phải mất công học, họ nhìn vào họ đã có một cái. Các bạn biết rồi, khi học công tác này máy cô luôn nói là có khả năng dự đoán, tức là chúng ta nhìn thấy có khả năng cái mũi đấy sẽ chức năng gì hay đảm bảo về việc nữa là đo tên nhãn trên mũi, thì tên nhãn trên mũi sẽ tuân thủ theo cái tên nhãn chung, các quy định chung của tên nhãn đó. Các bạn hãy đặt tên nhãn là chúng ta ngắn gọn thôi. Nếu là những cái biết thể hiện các hành động thì các bạn nên để động từ và kích thước của các nút trên đó thì các bạn nên chú ý là ta phải đều nhau, đảm bảo tính nhất quán trong suốt ứng dụng, trong suốt hệ thống của các bạn. Đấy là những cái yêu cầu về cấu trúc của một nút lệnh, là một các nút trên cái thanh menu của các bạn. Cái điểm thứ ba cô đề cập đến với các bạn, chúng ta riêng thanh menu có 15 điểm, chúng ta sẽ có những cái gì giống nút thì cô sẽ không nói nữa, còn cái gì khác chúng ta sẽ nói. Về kích cước thước trên cái thanh menu ấy, các nút trên thanh menu mà các bạn rồi nó vẫn chúng ta nên tuân theo, tốt nhất là chúng ta nên tuân theo các chuẩn chung cái của các cái nếu như mà chúng ta những trường hợp mà chúng ta thay đổi sai cái nút, thay đổi kích thước của nút thì các bạn lưu ý cho cô là khi lấy cái nút chung đó là cái ví dụ là nút thì khoảng 24 24 26 và Nhật Linh không học ngồi gì đấy mà nghịch mình chuyển hết các hình đồ họa để à Linh. Mấy cô hay là mấy em bị lag mà nghe cô nói nó cứ dừng. Các bạn có nghe thấy cô nói không? Có cô ạ. Ừ, cảm ơn kệ. Chúng ta lại tiếp tục cái tiêu chuẩn để chúng ta quay lại cái tiêu chuẩn để chúng ta bố trí, chúng ta thiết kế các nút trên ứng dụng của chúng ta. Tiếp đến cái tiêu chuẩn nữa là tổ chức. Tổ chức là các bạn rồi nghe tên các biết nó chính là quá trình chúng ta sắp xếp nút như thế nào, các nút trên thành như thế nào. Thì lúc nãy cô đã nói với các bạn thông thường các ứng dụng là chúng ta những cái nút nào mà liên quan với nhau thì đầu tiên các bạn hãy nghĩ đến là chúng ta nhóm các nút lại. Và chúng ta nhớ là chúng ta phân bổ sắp xếp nút là sao để chúng ta nhìn được cái vai trò nhóm của nó, cái chức năng liên quan của nó, chúng ta dễ sử dụng, chúng ta dễ thao tác và chúng ta nhìn vào chúng ta đã biết cái mục tiêu cái nhóm cái nút lệnh đấy sẽ làm cái gì. Không, và thứ hai chúng ta một cái điều nữa chúng ta cần quan tâm đó là trong, trong cái nút thì chúng ta chắc chắn sẽ có những nút mà nó có mang cái tính năng nó hủy bỏ, nó loại đi một số tùy chọn đó. Các bạn nhớ tách cái nút đấy ra một cái riêng biệt không để chung nhóm chúng ta. Thì nhất là với các ứng dụng như ứng dụng giao diện thường dùng trên các giao diện mà các bạn xây dựng cho các ứng dụng của bạn, các hệ thống của bạn ấy, thì các bạn lưu ý rằng chúng ta bố trí các nút trên thân cụ làm sao nó phù hợp với cái tác vụ và người dùng người ta sẽ tương tác và người ta xử lý trên ứng dụng của các bạn. Đấy, đấy là một số cái lưu ý trong quá trình chúng ta tổ chức, chúng ta sắp xếp các nút trên trên thanh menu. Chúng ta đã thấy được là sắp xếp rồi, chúng ta có thấy tổ chức rồi, vậy vị trí của nó ở đâu? Vị trí thì riêng thanh menu thì chắc cũng không phải nói nhiều, các bạn đều biết thanh menu bao giờ nó bao giờ thanh công cụ nó dưới nằm dưới cái thanh menu của chúng ta đúng không các bạn? Vì vậy mà cái thường tất cả các nút chính này đều được đặt trên thanh công cụ, và thanh công cụ đặt trên menu nằm ở giữa màn hình chính của cửa sổ, mà nằm ở trên cái cửa sổ chính của chúng ta, hay gọi là cửa sổ góc của chúng ta ấy. Thì các bạn thường thấy là với thanh menu thì có một cái đặc điểm là với thanh công cụ thì các bạn có nói nhầm thanh menu dưới thanh công cụ đã biết rằng là nó chúng ta nên cung cấp cho nó một cái tùy chỉnh cho chúng ta phép là thay đổi vị trí của thanh, cho phép chúng ta tắt các thanh hiển thị, chúng ta có thể di chuyển vị trí thanh được. Cái này thì các bạn cũng thấy rõ trong ứng dụng của Microsoft Word, chúng ta có thể ẩn hiện cái công cụ lên.
đó là những cái vị trí, cái này thì chúng ta rất là quen thuộc rồi, chúng ta sẽ nói qua thôi nhé. Về thứ nhất là thứ tiếp đến là cái cách kích hoạt các kích hoạt thì giống như nút, cái này giống hệ nút tôi bảo với các bạn rồi. Những cái nút nào mà tạm thời không được sử dụng thì chúng ta phải để ở trạng thái là chúng ta ẩn đi. Thì với các nút trên thanh công cụ cũng vậy, ở đây là cô lấy ví dụ các bạn, đó là cái thanh công cụ chúng ta thực hiện cái nút lệnh giúp chúng ta trộn thư ấy. Đây là một cái tính năng của Word giúp chúng ta là gì, từ có một cái danh sách ban đầu gồm những người, ví dụ cô có một cái mẫu thư mời và một cái danh sách bắt đầu gồm khoảng 100 khách mời chẳng hạn. Bây giờ cô phải muốn là nào sử dụng cái công cụ nào đó để cô làm ra 100 thư mời từ 100 người đấy mà cô không phải nhập từng người một. Thì trên Word hàng tạo có Microsoft Word có một cái công cụ giúp các bạn tính năng để trộn mail. Thì khi mà tính năng này, nếu các bạn nào đã sử dụng rồi thì biết, khi mà các bạn chưa inbox cái danh sách là thì tất cả những cái liên quan cho các bạn thao tác lên cơ sở lên cái dữ liệu ấy, các dữ liệu mà chúng ta chèn vào một mẫu ấy, thì nó đều ẩn hết ở trạng thái mờ như các bạn đang nhìn đây. Đấy, thì ở thanh công cụ họ cũng làm có những đây là hoàn toàn những cái biểu hiện trên thanh công cụ, những cái liên quan chúng ta lựa chọn dữ liệu đều bị mờ hết, và những cái gì mà chúng ta được thao tác thì chúng ta mới để kích hoạt nó ở dạng đậm và rõ hơn cái khác. Và trên thanh công cụ thì các bạn cũng ngoài cái việc mà chúng ta kích hoạt, chúng ta có sự biến cho người ta thay đổi đặt tắt thanh công cụ đi, thì các bạn cũng thấy là trên thanh công cụ các bạn thì có thêm một số lệnh chúng ta cũng phải ưu tiên cho việc chúng ta chọn các phím tương đương, chọn các phím nhanh. Chọn tương đương và chọn nhanh thì giống như trên nút lệnh được cho các bạn rồi, phím tương đương và nhanh. Nếu các bạn chọn phím tương đương phím nhanh, các bạn lưu ý rằng cái phím mà chúng ta chọn ấy, hãy lấy là cái chữ cái đầu tiên của cái nút. Nếu như cái chữ cái đấy mà trùng với một cái phím, một cái chức năng của một phím tương đương khác, phím chọn nhanh khác, thì các bạn sẽ lấy âm tiết thứ hai. Đấy là cái dẫn về việc của chúng ta hiểu về thanh minu đấy là nhá. Về kích hoạt các bạn cũng hiểu không, nó giống hệt như trong các nút trên thanh minu, là thanh minu của nó giống như các nút trên các nút đánh lệnh. Các lệnh các bạn thấy là kích hoạt lên thì các bạn thể hiện cho cô trạng thái là khi mà nó được con trỏ chọn lên thì nên có một cái màu sắc nó nổi bật hơn, cái nút nó nổi bật hơn, hoặc nó đi vào, có thể bạn di chuột vào nó có khả năng nó phóng to hơn những cái nút còn lại, nghĩa là có thể hiện sự nổi bật hơn so với những cái nút còn lại. Vừa rồi là chúng ta đã xong cái nhóm các điều khiển có khả năng thi hành, nhóm thứ nhất trong 7 cái nhóm mà ông Galit đã giới thiệu đến cho chúng ta, để việc chúng ta sẽ kế sắp xếp và bố trí các nút như thế nào để nó thực hiện được đúng cái cách nó thể hiện và đúng với cái khả năng thiết kế của nó. Bây giờ chúng ta sang cái nhóm thứ hai, đó là nhóm các cái điều khiển nhận văn bản và chỉ đạo. Cái này chúng ta sẽ học về các cái điều khiển giúp chúng ta là chỉ có điều khiển liên quan đến việc nhập văn bản và chỉ đọc thôi, giống như đánh cái tên của cái nhóm điều khiển này, đó là chúng ta sẽ gặp đúng hai cái loại điều khiển. Một cái loại điều khiển giúp cho các bạn nhập được văn bản, các bạn có nhớ cái điều khiển nhập được văn bản thì nó tên là gì không các bạn nhỉ? Nó tên là textbox đúng không? Đó, và khi có các bạn nhìn thấy một textbox nó sẽ nó thường có cái điều gì để các bạn phát hiện ra là cho phép bạn nhận dữ liệu mà các bạn cần nhận không? Nó có dấu hiệu con chuột ở con trỏ ở đấy. Đúng rồi, nhưng mà nó trỏ nháy nháy đó, một cái thằng các bạn nhớ về điều khiển về nhập văn bản và điều khiển nhập văn bản và điều các điều khiển liên quan đến nhập văn bản mà chỉ đọc, chúng ta sẽ có hai loại. Một loại sẽ giúp ta có thể chứa các text, giúp ta nhập và chỉnh sửa các text trong cái từ bàn phím. Một loại thứ hai nó chỉ giúp chúng ta là hiển thị được thông tin, thông báo thông tin mà chúng ta đọc thôi, mục đích đơn giản chỉ là hiển thị thôi. Và cái hai cái chức năng giúp chúng ta chỉ nhập này, hoặc là chúng ta chỉ đọc này, liên quan đến text này thì đều được gọi nhóm chung vào là hộp textbox. Thì một hôm trước cô cũng đã cho ăn cái ví dụ hôm trước cô đã cho các bạn xem, các bạn chỉ chỉ được dạng textbox là cái gì rồi. Và cái textbox thì các bạn biết rồi, trái trạng thái mà các bạn chỉ đọc thôi thì nó được gọi là cái text
cái hóa tích tắc được bảo vệ, chúng ta không thay đổi, chúng ta không có thể can thiệp được vào cái trường đấy. Nó mục đích nó sẽ thông báo cho người dùng biết một cái mục đích gì đấy, nó phục vụ cho cái việc chúng ta thực hiện cái chức năng trên ứng dụng, trên hệ thống. Còn cái tích tắc thứ hai đó là cho các bạn có thể thay đổi được, thì cái đấy nó gọi là trường không được bảo vệ. Các bạn nhớ nó tiên lượng liên quan đến gọi là một cái chỉ đọc và cái tích tắc chúng ta nhập dữ liệu từ bàn phím. Vậy mô tả tích tắc thì như thế nào? Các bạn đã nó nằm vùng chữ nhật, thông thường nền của cái vùng chữ nhật đấy nó sẽ có màu sáng hơn so với cái nền xung quanh. Có những hộp tích tắc thì họ có thể có đường viền ra ngoài để các bạn có thể nhìn thấy được xem việc nó với cái nền của cái giao diện của các bạn. Thì tích tắc của chúng ta có chia thành hai loại, một loại là chúng ta có thể nhập một dòng hoặc là nhập nhiều dòng. Kể cả tích tắc chỉ đọc hoặc tích tắc nhập dữ liệu, thế chúng ta sẽ có một dòng và nhiều dòng. Và khi lần đầu tiên thì đầu giao diện trực quan đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy tích tắc, nếu mà nó cho phép chúng ta nhập dữ liệu thì bao giờ cái hộp tích tắc của chúng ta nó cũng sẽ được điều chỉnh, nó sẽ có một cái giá trị khởi đầu hoặc có một con chuột nháy nháy để báo hiệu cho bạn là cái hộp tích tắc này là để chúng ta giúp chúng ta nhập liệu và chúng ta nhập các cái tích vào đây được từ bàn phím tích hoặc là cái số từ bàn phím cho các bạn. Mục đích thì các bạn biết rồi, mục đích của nó thì đúng như chúng ta vừa mô tả, nó giúp chúng ta, nếu mà tích tắc chỉ đạo thôi thì giúp chúng ta hiển thị, nếu mà tích tắc chúng ta nhập liệu chúng ta nhập điều chỉnh dữ liệu, chúng ta bổ sung các thông số, các đối tượng tính và cái ứng dụng của chúng ta. Ưu điểm thì nó rất là quen thuộc, nó linh hoạt rồi và nó cũng không chiếm không gian màn hình của bạn. Tuy nhiên nó cũng có một số nhược điểm ấy ở việc như sau. Với các cái tích tắc chỉ đọc thì nó hiển thị thông báo nó gì rồi, còn những cái tích tắc mà nó giúp các bạn nhập các cái tích vào đi phím ấy, khi các bạn biết rồi nó gặp một số vấn đề sử dụng máy tính của người sử dụng, nếu mà người nào nhanh thì sẽ nhập nhanh, người nào mà kỹ năng kém chúng ta cũng sẽ nhập kém. Thứ hai là người chúng ta cũng phải nhớ cái nội dung chúng ta phải nhập đó, đấy nó cũng là cái nhược điểm của nó. Thì tuy nhiên cái việc nhược điểm này chúng ta cũng có cách phục vì tí nữa chúng ta sẽ đi đến cái slide tiếp theo, chúng ta sẽ nói được chúng ta có cách thuyết phục nhất đó là chúng ta làm nào cho người đọc, hỗ trợ người đọc trong quá trình nhập đấy. Trên hình ảnh cô đang giới thiệu với các bạn đó là hai cái hình ảnh về hai cái loại trạng thái mà tích tắc chỉ đọc ở dạng một dòng và nhiều dòng. Cái này thì các bạn thấy rất nhiều, nó ở Trung Quốc đấy. Một dòng thì trạng thái nó chỉ hiện một dòng thôi, và nhiều dòng thì nó có thể hiện cho bạn hơn một dòng trên cái hiển thị của bạn đấy. Đây là của tích tắc chỉ đọc các bạn nhé. Với các cái tích tắc mà chúng ta nhập vào thì các bạn có một số lưu ý sau. Thứ nhất là với các tích tắc chỉ có trường đơn thôi. Tích tắc trường đơn là chúng ta chỉ nhập trường đơn là chúng ta được nhập chỉ một dữ liệu chúng ta trên một dòng và ở dạng ngắn thôi đấy. Thì các bạn nhớ rằng này, khi các bạn đưa các tích tắc vào thì bao giờ chúng ta sẽ có các cái chú giải, chúng ta phải giải thích cho người sử dụng biết là chúng ta nhập cái dữ liệu gì vào trong cái nhập cái tích gì vào hộp gì vào trong hộp tích vậy. Thì các bạn nhớ cho cô này, những cái vị trí mà cái chú giải các bạn đặt. Các bạn có thể đặt bên trái. Các bạn có thể đặt lên trên. Và các bạn nhớ rằng là sẽ có một cái dấu hai chấm sau cái chú giải, ngay sát cái chú giải này nhá, các bạn nhớ giúp cô. Đó là những cái với các trường đơn, là trường chúng ta chỉ nhập bởi những cái trên một dòng và nó là dạng các dòng tích ngắn. Với tích tắc một dòng thì chúng ta lưu ý như vậy. Bây giờ với tích tắc mà chúng ta sẽ nhập nhiều trường dữ liệu một lúc thì chúng ta có những cái chú ý gì thì các bạn nhìn giúp cô. Với các cái trường nhiều sự kiện, ví dụ như cái hình bên tay góc phải cao nhất của cô đây, có nhiều sự kiện một lúc thì các bạn lưu ý là giống như trường nhập một trường đơn,
đó là vì cái này nó là một nhóm các cái trường dữ liệu nếu chúng ta xếp lên hàng dọc thì các bạn nên đặt cho cô chú giải ở phía góc trên bên tay trái. Còn còn nếu dữ liệu của chúng ta là một dãy các cái dữ liệu mà để hiển thị thôi ấy, chỉ hiển thị thôi nha, chúng ta không thao tác, chúng ta không sửa được, thì chú giải của các bạn căn giữa cho cô. Còn một trường hợp tiếp theo đó là dữ liệu các bạn mà nó hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái ABC alphabet của chúng ta ấy, và nó có độ dài ngắn khác nhau ấy, thì các bạn cũng đặt cho cô chú giải ở trên đỉnh ngay liền sát nó, và nó cũng đặt ở phía bên tay trái các bạn nhé, căn trái và đỉnh. Và một cái trường hợp nữa đó là dữ liệu của chúng ta còn toàn số, thì các bạn biết rồi, cái này chúng ta đã học ở cái bước 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 ba của chúng ta rồi, cách mà chúng ta hiển thị dữ liệu trên đồ họa. Có bạn nào còn nhớ không? Nếu là trường của chúng ta căn số, chúng ta căn bên nào các bạn? Các bạn nào nhớ kiến thức của buổi số 3 chúng ta đã học không? Căn phải ạ. Chúng ta sẽ căn phải đúng không? Vì vậy nên là vì vậy mà trong cái trường tech box người ta lưu ý, nếu chúng ta hiển thị toàn dữ liệu là số thì chúng ta sẽ căn phải các số đấy, và ngay cả phần ghi chú ở phía trên các bạn nhé, các cái chỉ dẫn phía trên chúng ta cũng căn phải bên phía tay phải. Đấy, các bạn lưu ý là khi chúng ta phải trình bày những cái này trong cái ứng dụng của các bạn thì các bạn nhớ những cái quy tắc giúp chúng ta có thể hiển thị, chúng ta bố trí, chúng ta hiển thị các cái textbox sao cho nó phù hợp đúng thế theo tiêu chuẩn người ta đã hướng dẫn chúng ta. Chúng ta có thể không phải là những nhà thẩm mỹ, chúng ta có thể không thiết kế đẹp, nhưng chúng ta hướng tới thiết kế là gì? Tính tiện dụng, làm sao cho người sử dụng nhìn thấy và họ thao tác, họ thực hiện được, họ không mất thời gian công để chúng ta học. Vừa rồi là chúng ta với text mà chúng ta chỉ đọc thôi, bây giờ với các text mà chúng ta có thể sửa đổi được thì các bạn sẽ lưu ý cho cô như sau. Với những trường dữ liệu text mà chúng ta có thể nhập được bàn phím ấy, khi các bạn thiết kế thì các bạn với một cái trường đơn thì các bạn nhớ giúp cô là gì, chúng ta hãy đưa nó vào trong một cái hộp có đường viền, và cái thiết kế làm sao cái nền của viền này nó nhạt hơn so với cái nền xung quanh để người sử dụng người ta nhìn thấy, và người ta có thể các em không có con nháy trỏ đấy nhưng người ta cũng hiểu là cái vị trí này chúng ta có thể nhập được dữ liệu. Cái thứ hai đó là gì, các cái chú giải thì các bạn cũng đặt bên tay trái cho cô với trường đơn, đi liền sau nó là dấu hai chấm. Và với các hộp các trường dữ liệu mà chúng ta nhập liên tiếp ấy, hoặc là chúng ta có thể kết hợp bằng dấu gạch chéo, ví dụ như các bạn nhập về ngày tháng này, tiếp chúng ta nhập một số điện thoại đây. Đấy, đây là những cái trường mà chúng ta nhập liên tiếp các cái dữ liệu với nhau, thì các bạn thứ nhất phải bố trí, lưu ý là thiết kế là bố trí các ô phù hợp với cái thước thước các cái số mà các bạn đã mặc định là khi đánh vào cái text trong đấy nó hiển thị bao nhiêu. Thứ hai là các bạn nên thiết kế cho nó hỗ trợ nhảy giữa các ô, nghĩa là chúng ta hoàn thành xong cái ô này rồi thì nó tự động tác nó nhảy sang cái ô tiếp theo để chúng ta nhập tiếp dữ liệu. Vừa rồi chúng ta đã xong hai cái nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm của chúng ta là nhóm các điều khiển có khả năng thi hành, thì chúng ta có nút, có thanh công cụ. Và nhóm thứ hai chúng ta vừa đi qua đó là nhóm các cái điều khiển giúp chúng ta nhập văn bản và chỉ đọc, thì chúng ta cũng đi qua cũng hai cái, đúng hai loại, đó là gì? Các cái hộp text chỉ đọc hay gọi là các hộp text được bảo vệ, và thứ hai là khỏi là các trường được bảo vệ, hay là chúng ta học đó là cái các cái hộp text mà giúp chúng ta có thể lấy nhập các cái dữ liệu từ bảng phím. Và đấy còn được gọi là các cái trường mà không được bảo vệ, thì cả hai cái hộp text này đều có tuân theo quy trình chuẩn, có những cái chỉ dẫn mà giúp chúng ta liên quan đến việc chúng ta để cái chú giải ở đâu, vị trí nào, rồi lên hệ thiết kế sao đối với các trường mà tách nhập liệu, là chúng ta có nhiều trường thì chúng ta như nào, chúng ta
cố gắng nào với các trường tech, đặc biệt là cái việc nhập ngày tháng các bạn cũng sẽ có gặp nhiều rồi, các cái trường về số điện thoại thì các bạn lên lập trình, chúng ta lên thiết kế cho hệ thống của chúng ta, cho hệ dự án của phần mềm của chúng ta có khả năng tự động này nhảy sang các cái, khi nhập xong cái số ở vị trí này tự động nó sẽ nhảy sang vị trí tiếp theo chúng ta nhập. Đấy là những cái số lưu ý khi mà chúng ta học về các cái điều khiển liên quan đến văn bản, liên quan đến việc nhập văn bản, liên quan đến việc chúng ta chỉ có thể đọc từ các cái hộp văn bản đã được bảo vệ thôi. Bây giờ chúng ta sang cái nhóm thứ ba, đó là nhóm các cái điều khiển lựa chọn. Nhóm điều khiển lựa chọn thì như buổi trước cũng đã ví dụ các bạn nhìn ví dụ rồi. Chúng ta có nhóm các điều khiển lựa chọn gồm có Ray Button, nó thể hiện các loại lựa chọn loại trừ nhau, hay là các cái điều khiển ở checkbox, nó thể hiện các cái lựa chọn mà chúng ta có thể chọn đồng thời. Rồi là hay là hộp danh sách lựa chọn đơn, nó giúp cho chúng ta gì, nó trải dài danh sách cho chúng ta và chúng ta có thể chọn, chúng ta có thể pick và chọn được, chọn được cái đối tượng đang được mô tả trong cái hay trong cái lựa chọn này. Đây có đều đây là hai hộp chọn, về cơ bản chức năng nó giống nhau thôi, nhưng tuy nhiên ở đây thì nó nhắc lại cái ghi chú ở phần dưới để nhắc mọi người là chọn ở đây, khi chọn xong thì lập tức là cái đối tượng ta chọn sẽ nhảy lên vị trí này. Đó. Còn cái này thì nó đi liền luôn, trên hai cái này nó đi liền với nhau luôn, người ta chỉ cần mất một trường chú ra chú thích ở đây thôi. Vậy thì các cái điều chỉnh khiển lựa chọn này thì nó có những chỉ dẫn gì, nó có những cái tiêu chuẩn gì giúp chúng ta có thể thiết kế được, thì ở cái phần này chúng ta sẽ nghỉ 5 phút xong rồi chúng ta sẽ vào học tiếp các bạn nhé.